Covid mang lại nhiều khó khăn, nhưng cũng mang lại cho chúng ta rất nhiều điều. Nhiều nhất có lẽ là thời gian. Thời gian để chúng ta vạch ra những kế hoạch mới cho tương lai, cũng như chiêm nghiệm và hồi tưởng về quá khứ. Hôm nay mình đọc được một bài viết rất hay trên Spiderum, và mình nghĩ sẽ nhận được nhiều đồng cảm từ nhà nhện. Đây là bài viết Giờ Nghĩ Lại của tác giả Lý Minh Lịch. Mình là Hạ Phong, chúng ta bắt đầu ha. Bạn ấy tên P, con gái, sinh nhất nhì lớp, lại còn là lớp phó. Thế nhưng mỗi lần bạn ấy lên bảng làm bài, bạn ấy lại đá mình một cái, lại còn cười cười cân cân. Ghét, mách cô không cho bạn làm lớp phó nữa. Mãi sau này gặp lại nhau ở trường cấp 3, bạn ấy mới nói là vì hồi đó bạn ấy mến mình. Bạn khác tên Hờ, trùng họ với mình, sinh nhất khối, bạn ấy cũng thích mình. Thế là mới lớp 5, mình đã nghĩ ra được thật là tiện khi con bọn mình sau này mang họ của cả bố lẫn mẹ. Rồi một hôm trời mưa to gió lớn, lớp mất điện, tối om, mình tình cờ cúi xuống nhặt bút rơi vào ở gần chân bạn. Xét lóe lên, mình thấy chân bạn có mấy đốm đỏ. Hồi đó đi học hay phải đi qua công an phường, người ta đăng ảnh mấy anh nghiện hay bị nổi mẩn với vết kim tiêm đỏ đỏ. Nghĩ bạn bị nghiện, anh crush bạn. Sau này á, nhìn chân cháu mình mới biết đó là vết mũi đốt. Mình rất nhát, nhát tới mức học lớp 6 vẫn muốn ngủ với bố mẹ vì sợ ma. Năm lớp 5, bố mẹ mắng ầm lên vì tội nhát, đã làm hẳn cho một cái giường cùng phòng với bố mẹ mà vẫn muốn nằm cạnh mới chịu. Hôm đó mình khóc ầm, kêu là không muốn ngủ với anh trai vì anh trêu và làm đau mình. Lúc bố mẹ đuổi lên phòng anh, vừa bước ra thì đã thấy anh đứng ngoài, nghe thấy hết những gì mình nói. Anh nói, vậy thì mày ở luôn dưới đó đi. Càng khóc to hơn, cảm thấy không ai yêu mình. Sau này mới hiểu, chả ai muốn phải chia sẻ căn phòng mà trước giờ mình làm chủ với ai hết. Chỉ vì là em mình mà anh phải đồng ý với bố mẹ cho em lên. Ấy vậy mà. Mẹ đưa mình đi chơi công viên nước trên Hà Nội, lần đầu tiên trong đời. Công viên nước rất đẹp, rất rộng, mình muốn chơi hết các trò. Mẹ bế mình leo lên tận trên cùng của cầu trượt cho mình trượt xuống. Rồi trưa, đói, mẹ mua cho mình một cái bánh bao nhỏ xíu. Đói nên ăn sao mà ngon. Hỏi sao mẹ không ăn, mẹ bảo mẹ ăn rồi. Lúc về Hải Phòng, mẹ cứ ngủ suốt trên tàu, chả vui. Mãi sau này mới hiểu hồi đó mẹ không có tiền, chỉ đủ mua một cái bánh bao cho con. Mẹ ngủ là vì mẹ đã mệt lả, bởi sức mẹ vốn yếu. Và anh không đi cùng không phải vì anh bận học, mà là vì mẹ không đủ tiền mua vé cho cả hai anh em, và anh nhường mình. Lại một bạn nữa tên TV, bạn ấy rất quý mình, cho mình mượn nguyên bộ truyện siêu nhân Hitman. Một hôm bạn ấy cho mình một quả trứng nhỏ, bảo là trứng rùa, bác bạn ấy cho. Quý lắm nhưng vì mến mình nên cho mình. Mình sướng, mình muốn có rùa con thật nhanh. Ủ trứng bằng chăn, với quần áo mãi mà không có. Mình bèn bỏ trứng lên nồi vào ngày thứ 3 với mong muốn có rùa ngay lập tức. Sau này mới biết là à mà thôi. Nhân tiện, hóa ra đó là trứng chim cút. Cấp 2. Mình học ở trường mà mẹ làm hiệu phó. Ngày đầu của những năm lớp 6, cô chủ nhiệm cho mình làm lớp trưởng. Cả lớp coi đó là hiển nhiên, một vài chế giễu sau lưng. Tới giữa năm lớp 6, cả lớp chơi với mình. Giờ nghĩ lại, tất cả những gì mình làm lúc đó đơn giản là học thật tốt, gương mẫu và chơi với tất cả mọi người. Như thế mẹ mình không làm ở trường vậy. Có lẽ đúng là phản ứng tốt nhất trước những sự mỉa mai, ganh tị của người đời là cứ tập trung vào làm tốt việc mình làm. Lớp 8, lần đầu biết có cảm tình đặc biệt với một bạn gái cùng lớp. Chỉ đơn giản là những con hạt giấy nhỏ nhiều màu, những mẫu giấy nhỏ nói tới thích cậu qua lại, chứ tuyệt đối không như các bạn nhỏ bây giờ. Lên lớp 9, đến cái nắm tay cũng không có, vẫn là những cái nhìn nhau rồi cười e thẹn. Cuối lớp 9, nghĩ rằng tình yêu với sự hiểu biết non nớt nhất của đứa lớp 9 thì ra cũng chỉ có vậy, thật chán. Thế là chấm dứt với bạn gái ấy. Sau này mới hiểu tình yêu không những phức tạp mà còn thật đẹp. Từ lớp 6 tới lớp 9, dù chơi với cả lớp, nhưng sau giờ học thì chỉ chơi với mấy đứa tầm giữa giữa. Mấy bạn cá biệt hồi đó dường như có thế giới riêng, một thế giới mà những lời răn dạy của người lớn rất xấu xa và sẽ không có kết cục đẹp. Sau này mới nhận ra, chính những người bạn cá biệt hồi nào vẫn có những thành công riêng của họ.
sau hơn 10 năm kể từ khi tốt nghiệp, chỉ có họ mới là những người tới họp lớp đều đặn hàng năm. Tính tình có thể đã trưởng thành hơn, nhưng sự chân thành ấy, tình cảm ấy vẫn còn nguyên vẹn như những ngày trốn đi chơi điện tử. Cũng kể từ những lần họp lớp ấy, mình hiểu rõ họ hơn, trân quý họ hơn. Và thầm cảm ơn họ vì luôn cho mình được trở lại là trẻ con mỗi khi họp lớp. Giờ nghĩ lại những đứa thuộc top đầu lớp hồi ấy, lên cấp 3, tình cờ gặp mặt ngoài đường thì tới cái gật đầu cũng không có. Cả thời cấp 2, cuộc sống chỉ quanh quẩn ở việc đi học, ăn trưa, học thêm, ăn tối, làm bài, đi ngủ và lặp lại. Học hành trên lớp khá ổn. Mình đã xin bố mẹ cho đi học thanh nhạc hay học võ, nhưng bố mẹ nói chúng vô bổ và thà mình lôi sách toán nâng cao ra làm thêm bài tập cho giỏi đi. Sau này nghĩ lại, thấy cách dạy của họ sai, nhưng cũng đủ lớn để hiểu, tại thời điểm đó, họ chỉ đang cố làm điều tốt nhất cho mình theo cách duy nhất mà họ biết. Lớp chuyên Anh, nhiều nữ nên dễ có nhiều bè phái và nhiều lời gièm pha. Một nhóm chơi với nhau quyết định tẩy chay một bạn gái trong lớp vì cho rằng con đấy xung xoe với cô chủ nhiệm để được điểm cao. Mình thấy thương vì sự tẩy chay đó khá rõ ràng và sự tủi thân của bạn gái ấy ai cũng đều có thể nhìn thấy. Mình quyết định nói chuyện với bạn gái ấy và hiểu ra bạn ấy muốn xin học bổng sau cấp 3 nên hay trao đổi với cô về thư giới thiệu. Khi mình giải thích điều đó với nhóm tẩy chay, nhóm đó quay qua tẩy chay cả mình. Và bản thân của mình cũng trong nhóm đó, nhưng nó chỉ hùa theo để không bị tẩy chay, chứ không có ác ý với mình hay với bạn gái kia. Mình nói ngắn gọn, B à, tôi không nghĩ họ là bạn thực sự của B đâu. Từ đó B chỉ dám chơi với mình khi không có nhóm bạn kia ở bên. 2 năm sau lần tẩy chay đó, chính B cũng bị cô lập bởi nhóm bạn ngày nào sau khi biết B là người duy nhất trong nhóm không được vào đội tuyển quốc gia. B nói, ông à, giờ tôi mới hiểu lời ông nói, và B hiểu bạn thực sự là như thế nào. Giờ nghĩ lại mới thấy, thà không có bạn còn hơn, có bạn có thể lội trở mặt như trở bàn tay. Tình yêu đầu nảy nở cuối năm lớp 10, bạn ấy học giỏi hơn, ưa nhìn hơn mình. Suốt những năm bên nhau, nhiều lần cãi vã, và cô ấy luôn là người chạy theo khóc lóc xin lỗi, kể cả khi mình là người sai. Vốn đã biết hai người không hợp nhau, nhưng vì cứ mỗi lần chia tay thì cô ấy lại khóc trên lớp. Bạn bè lại xúi lại nói này nói kia, thế là phải quay lại. Sau này mới hiểu, lúc đó mình chỉ là một thằng asshole tuổi teen, cảm thấy bị lép vế bởi người yêu, nên luôn tìm cớ để đì cô ấy xuống. Ngộ ra nữa là nếu thấy chia tay là điều đúng đắn, thì dù áp lực hay tổn thương có là gì đi nữa, làm nó càng sớm càng tốt. 3 năm cấp 3, gia đình không yên ấm, cực kỳ nhiều ức, thậm chí giận dữ tới cả bố và mẹ. Chỉ muốn lên đại học mau mau để không còn phải sống chung với họ nữa. Rồi nhìn sang nhà các bạn khác, nơi mà cả gia đình cùng đi du lịch vui vẻ, tự hỏi sao bố mẹ mình không như họ. Lên đại học, những ngày xa nhà đầu tiên, mình đã tự đặt câu hỏi khác. Không còn họ nữa thì nhà ở đâu? Gia đình ở đâu? Giờ nghĩ lại, nếu ngày đó mình không quyết định thay đổi mình, không biết giờ gia đình mình sẽ ra sao? Hồi đó mình muốn thi khối A, nên có đi học thêm hóa. So với những đứa chỉ thi khối D, mình biết nhiều về hóa hơn, từ đó trở nên kiêu ngạo. Một hôm, cô hỏi một câu khá khó. Khi mình đang mãi nghĩ thì tiếng của thằng bạn thân mình, một thằng vốn đã xác định không học hóa từ đầu vang lên, trả lời chính xác câu hỏi. Mình vội quay lại và nói, eo, hờ hôm nay giỏi thế. Hóa ra không phải thằng bạn mình, mà là thằng ngồi sau nó. Thế vậy mình nói tiếp, thế nghe còn hợp lý chứ hờ làm sao làm được câu đó. Giờ nghĩ lại, đã hơn 10 năm từ khi mình nói ra câu đó, không hiểu sao mình vẫn nhớ như in. Có lẽ vì với câu nói đó, sự sỉ nhục, coi thường đó của một thằng con trai luôn nghĩ rằng mình biết tuốt, mình hơn người ta. Thằng bạn thân hoàn toàn có lý do hợp lý để cắt đứt với mình, nhưng nó đã không làm thế. Nó vẫn là một thằng bạn thân tới bây giờ. Có lẽ những việc như vậy mới biến một người bạn thân thành một người anh em, chứ không phải là những cuộc vui chơi chè chén thác loạn. Đại học. Đại học dở FPT được vài tháng thì được học bổng đi sinh, nên đã bỏ dở và làm lại từ đầu. Sinh cũng là nơi mình có rất nhiều điều đầu tiên. Lần đầu tiên học cách sống chung nhà trọ với người khác, lần đầu tiên tự bắt bus đến trường, lần đầu tiên phải tính toán chuyện sử dụng tiền nong sao cho hợp lý, lần đầu tiên gặp cậu em mà sau này trở thành tri kỷ, v.v.
Tất cả những lần đầu tiên ấy nơi xứ người đã dạy cho mình kỹ năng đối mặt với những tình huống không biết trước, với không có sự giúp đỡ mặc định của gia đình như trước đây. Giờ nghĩ lại, dù về mặt học thuật, thời gian ngắn ngủi ở sinh không học được gì nhiều, nhưng bù lại kỹ năng sống và được cải thiện thêm rất nhiều so với khi còn học ở Việt Nam, chuẩn bị rất tốt cho khi mình sang Úc học. Sang Úc, việc tự lập trở nên bình thường nhờ những ngày tháng ở sinh. Khác biệt lớn nhất có lẽ là được đi làm thêm. Nhớ mãi tiền lương đầu tiên là 400 đô trên 2 tuần. Từ đó đi xe buýt về, vừa cầm tiền, vừa khóc. Lúc đó chả hiểu sao khóc. Giờ nghĩ lại, một phần khóc vì đang từ một thằng công tử bột chả phải làm gì. Giờ đây là phải bắt xe đến gần tiếng rưỡi đồng hồ, làm tới muộn vào những ngày đông buốt lạnh. Khóc vì ở nhà thì cháu nó học giỏi lắm là thế, mà giờ phải đi bán bánh với làm hot dog. Nhưng có lẽ lý do lớn nhất là vì hiểu rằng đồng tiền kiếm ra thật vất vả, và nhận ra sự vất vả của bố mẹ để nuôi nấng hai anh em nó còn lớn gấp bội. Giờ nghĩ lại, nhận ra có lẽ chính thời điểm đó đã đánh dấu bước chuyển mình của một thằng con trai sang một thằng sắp đàn ông. Khi sang, nhà gửi gắm cho một nhiệm vụ quan trọng, phải định cư lại được Úc để sau này còn làm chỗ dựa cho các cháu. Với một thằng nhóc vừa mới chập chững bước đầu vào đời thì đó là một nhiệm vụ quá lớn lao và vô lý. Mình muốn ở Việt Nam được gần gia đình và bạn bè, tại sao mình phải cố gắng thật nhiều để cho người khác? Phải sau một học kỳ quen hơn với cuộc sống nơi đây, mình mới có suy nghĩ ở đây cũng không tệ. Bắt đầu nghiêm túc hơn trong việc xin định cư, và lần này mình làm cho mình. Giờ nghĩ lại, thời khắc mình quyết định đổi kế hoạch để xin định cư có lẽ là một trong những quyết định to lớn nhất, cũng là quyết định có ảnh hưởng lớn nhất đến nhiều người, bao gồm cả mình từ trước tới giờ. Khi đó thật sự chả biết tương lai ra sao, chỉ biết làm hết những gì mình có thể. Cũng trong lúc học đại học, mình tiến tới với mối tình thứ ba. Đã có rất nhiều biến cố xảy ra, rất nhiều cảm xúc xấu xí từ cả hai phía mà không tiện nói ra. Chỉ biết rằng, giờ đây, khi mọi chuyện đã trọn vẹn nằm ở dĩ vãng, nghĩ lại thì thấy nó thực sự đã dạy cho mình rất nhiều về việc phân biệt giữa sống hòa thuận và tình yêu. Rằng việc hai bạn không cãi nhau bao giờ, đi chơi với nhau vui vẻ, chăm sóc cho nhau, sống cùng nhau dưới một mái nhà, không có nghĩa là hai bạn đang yêu. Bài học này lớn tới nỗi nó làm cho mối tình thứ ba của mình trở thành mối tình cuối cùng, một cuộc hôn nhân đẹp nhất và hạnh phúc nhất. Cũng nhờ nghĩ lại mới thấy, mình sẽ không có được cuộc hôn nhân này nếu không có họ. Hai người con gái đã cùng mình vượt qua những hạnh phúc và đau buồn, để dạy cho mình những điều mà không sách vở nào dạy được. Định cư và đi làm. Sau khi chia tay mối tình thứ hai, mình may mắn đạt đủ điều kiện để xin được thẻ xanh định cư lại Úc. Lúc này mình vẫn đang trong quá trình gap year và thử rất nhiều nghề để tìm xem việc nào hợp với mình, từ bồi bàn bán hàng tới môi giới bất động sản. Lúc này mình muốn vượt qua khỏi vùng an toàn của mình và thử những điều chưa từng làm. Mình quyết định chủ động tán gái. Từ trước tới giờ mình toàn có những mối quan hệ thân thiết như một người bạn rồi mới tiến tới quan hệ tình cảm. Lần này mình chủ động nhắn tin với một cô gái là người quen của người quen, không hề biết gì về nhau, và để có thể bắt đầu nói chuyện. Không có kinh nghiệm gì trong việc tán gái, mình mắc phải tất cả những lỗi mà sau này mình mới biết là đánh mất sự hứng thú của cô gái. Giả vờ là mình thích ca sĩ cô ấy thích, mua quà mà mình nghĩ rằng cô ấy thích thay vì đồ cô ấy thích, càng lồ lộ vĩ đồ của mình. Về cơ bản là tiến tới quá nhanh, quá nguy hiểm. Sau này mới hiểu, một khi mình đã nghĩ trong đầu đi tán gái, trong vô thức mình đã tự bắt ép bản thân phải tán bằng được cô gái ấy, mặc cho việc mình cảm thấy về cô ấy ra sao và độ hứng thú của cô ấy với mình như thế nào. Vì vậy mình cố gắng làm mọi thứ như một kẻ ăn xin, van nài cô ấy bố thí cho tình cảm. Một thời gian đáng xấu hổ. Nhưng giờ nghĩ lại, đó lại là một bài học cực kỳ giá trị, biết tôn trọng bản thân mình hơn. Cuối năm 2017, mình về Việt Nam chơi Tết. Khoảnh khắc gặp lại vợ mình, cô em gái hàng xóm đã không gặp cách đây 11 năm. Vì một lý do nào đó, mình biết hai đứa thuộc về nhau. Điều đó được chứng minh bằng đám cưới của cả hai sau một năm hai đứa tỏ tình. Giờ nghĩ lại, có lẽ điều khiến cuộc tình của hai đứa có cái kết hậu như vậy là vì trước khi chính thức yêu nhau, hai đứa đã ngồi nói chuyện với nhau về tất cả những gì mình muốn trong một mối quan hệ,
vạch ra những ranh giới, thương lượng những khác biệt với một tinh thần văn minh và bình đẳng nhất có thể. Sau khi tốt nghiệp thạc sĩ, như một tấm chiếu chưa trải, mình đi xin việc. Buổi phỏng vấn thứ nhất, mình biết gì nói nấy, không biết thì nói không biết. Người ta cho tạch, bảo không chuyên nghiệp, chưa đủ cứng. Buổi phỏng vấn thứ hai, mình phân vân không biết có nên phát chuyên nghiệp không, nhưng rồi lại quyết định sờ đầu gối. Người ta nhận, bảo là thật là tốt, không biết cũng không sao, miễn là biết chủ động đặt câu hỏi. Kết. Sau đủ thứ hầm ba lần các loại thăng trầm như vậy, giờ nghĩ lại, sự kiện nào cũng dạy cho mình cái gì đó. Cái giá phải trả dù đắt hay rẻ khác nhau, nhưng cảm xúc ở mỗi lần phải trả giá đó đều chả vui vẻ gì. Được cái sau vài tuần, vài tháng, đôi khi là vài năm, mình mới thấy được cái lợi của nó, cái đáng giá của nó. Lúc chuyện xảy ra thì cứ bảo sao số đen. Sau này thì nghĩ lại, may hồi đó vấp ngã để bây giờ không vấp phải nữa. Tết âm lịch năm nay không về nhà được, không bận biểu sắm Tết, dọn dẹp nhà cửa hay đi chúc Tết. Tối 30 chỉ mời mấy bạn thân trong nhà tới ăn uống một bữa, rồi ai lại về nhà nấy. Sáng hôm sau phải dậy đi làm sớm. Sáng mùng 1, câu đầu tiên mình nói khi thức dậy là bỏ mẹ rồi, sau khi làm đổ sữa ra sàn lúc pha cà phê để đi làm. Giờ, tức là vài tiếng sau, nghĩ lại, có khi nó lại là khởi đầu của một năm thuận lợi, may mắn và hạnh phúc. Nếu các bạn thích video lần này, đừng quên like, share và subscribe ủng hộ chúng mình. Và nếu các bạn thích những bài viết như trên thì đăng nhập vào spydom.com để tìm đọc thêm. Mình là Phong. Xin chào và hẹn gặp lại.